cái xe bị người Hoa, và đằng sau kia là cái nồi nước lèo đang nghi hút khói. Ba đời rồi chắc là có tới cũng khoảng 70-80 năm á. Mấy cái này là gì á? Đạt người ta. Đợi tới rồi à. Quý vị các bạn, chúng ta sẽ lướt xem là thành phần trong cái tô hủ tiếu của Tollerman có gì nha. Đây, mình rất thích ăn hủ tiếu xá xíu. Ở đây có hủ tiếu tập cẩm, rồi gan cầm, rồi đủ thứ, chắc chắn là như vậy. Đầu tiên là mới vào là nhìn thấy cái bánh phồng tôm kiểu của người Hoa là nó thấy rất là hấp dẫn rồi ha. Đây, mọi người thấy nghe. Bánh phồng tôm này là nhà làm chắc chắn. Cái bột, cái vị bột rất là khác. Chứ nó không giống như bánh phồng tôm mà mình mua bánh mà ở ngoài siêu thị đâu nha. Cái nước trong veo. Trời, đây có xá xíu nè, rất là nhiều nè ha. Ở đây cũng có thịt bầm ha, mọi người thấy nghe. Đây thịt bầm xá xíu thì rất là tươi ngon nha. Rồi, ở đây là cái tô của anh giám đốc hình ảnh của mình á. Đây hủ tiếu cộng đậu lớn nè, ngon lắm. Mình thích, mình không có thích hủ tiếu bên kia. Tiếu cái bánh nó mềm mềm, nó dẻo, không khô. Chưa bao giờ Tollerman thử cái này. Dạ, cảm ơn anh. Rồi chủ quán mời thêm ba cái bánh tôm. Dễ thương quá. Anh ấy vô thấy họ mặc, thấy chủ quán bận rộn quá không dám làm việc. Sabi la. Cuối cùng vẫn được thương. Mày lên. Đơn quá. Đây, mà vô. Đây, trong cái nước tương với cái mùi tạt vàng, thử coi nó như thế nào, cái vị như thế nào. Chắc là đặc biệt lắm. Wow. Mùi vàng là nó thơm, nó có cái mùi giống như cái mùi vàng không nào. Mọi người hay ăn sống á, nó không có quá hắc, nó không có quá hăng lắm được cái mùi đậm sống thơm lắm. Làm tiếp. Đây cái cục bánh hánh là cho mổ ra cho mọi người xem tiếp nha. Đó, mọi người thấy không? Đó, có thịt bầm bên trong rất là tươi, rất là ngon. Rồi nói chút xíu về cái bột bánh hánh này, dễ quẹo rồi, ôi trời, nữa. Hãy subscribe.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.